Mình thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đi đến làng chài Hạ Long, Quảng Ninh để gửi một số hình ảnh đến quý bà con cô bác. Và hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông ở trên cái tuyến đường Trần Quốc Nghiên của Hạ Long, Quảng Ninh. Và bên tay phải của chúng ta đây thì là có một số cái thuyền bè đánh bắt cá cũng như là một số cái cano. Đây là gọi là con cano. Đấy. Và các thuyền đánh bắt cá. Và từ đây đến làng chài cũng phải gần chục cây nữa, gần chục km nữa quý bà con. Đây chưa phải là làng chài Hạ Long đâu. Trên tuyến đường này thì với một cảm giác là rất là mát mẻ. Bởi một bên là biển như thế này thì gió biển mát lắm. Đây là một cái cầu tàu. Đấy, trước mặt chúng ta là cái cầu tàu. Tàu về neo đâu ở đây. Mấy cái cano này là cano du lịch. Cái cano tuần tra. Vào tuyến đường này khá là sạch sẽ luôn. Tay trái của chúng ta là vẫn còn cái đất trống. Có cái karaoke này khá vào đây đổ xăng lại. Minh Toàn đang lưu thông bằng xe máy nên xe đang gần hết xăng. Đã vào đây đổ xăng. Em cầm máy. Đứng xe kìa.
kìa. Còn hít không à? Làng chài là phải nạp nhiên liệu. Ở tuyến đường này thì làm gì thấy chưa, lúc này bảo là chúng ta phải đi lên đường quốc lộ. Đường này đâu, em nghe nhầm. Ông đổ xăng đây gì? Đổ xăng đây thì ông bảo cứ đường này là đi, không biết là ngược lại hay là đi lên. Tức là đường này thì có nhằm vòng ra đường quốc lộ không? Em phải vòng lên ra đường quốc lộ này không? Chắc thế. Đây rẽ phải lên quốc lộ này. Cần gì chú ý chi tiết, nếu mà mình chú ý chi tiết lắm mình không nhớ đâu. Người ta hướng dẫn như thế thì mình cứ biết là ra đường quốc lộ. Xong rồi là chúng ta sẽ đi qua một đường tàu, và qua đường tàu là rẽ phải. Đây, qua đường tàu, ở đây không phải đường tàu. Mà đây cũng phải không phải đường quốc lộ. Chú ơi, chú làm ơn cho con hỏi từ đây đi sang làng chài đi hướng nào được chú? Làng chài Hạ Long á. Làng chài Hạ Long phải đi tận dưới cơ, xuống hang cá đấy, cái cá.
phải đây. À tức là đi vào đường quốc lộ. Đây làm gì có đường ấy, nó lại vòng 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 ở đường kia, làm gì có đường quốc lộ. Quốc lộ là đường của quốc gia. Chuẩn, đấy là đường quốc lộ đi thẳng chạy ra Móng Cái đấy, là đấy là đường quốc lộ. Đâm thẳng ra quốc lộ luôn, rẽ chỗ mình hỏi đấy, mình rẽ trái ra quốc lộ luôn. Này đây đi lên cũng là quốc lộ này. Cái sao nữa à... Bởi vì anh cũng không nhớ rõ lắm là từ chỗ cây xăng đấy là đi vòng lên được quốc lộ, bởi hôm trước đi một lần rồi nhưng mà không nhớ, tưởng có đường đấy là đi vòng lên được quốc lộ, nhưng mà hôm trước cũng đi vòng cái đường như thế này, tìm đường đến Làng Chài cũng hơi vất vả, không biết đường thì vất vả, còn biết đường thì không vất vả lắm. Đây, trước mặt chúng ta là đường quốc lộ. Và đây là đường Nguyễn Văn Cử. Chúng ta đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cử của Hạ Long. Đường này mà chúng ta cứ đi thẳng như này là ra Cẩm Phả, xong rồi ra Móng Cái. Hay là ra Móng Cái chơi. Đây là chợ Hồng Hà. À, chợ Hồng Hà.
đường này làm vui quá. Đường ống to nhỉ. Bên Hồng Hà này cũng chưa phát triển lắm đâu. What?